thời gian 33 năm ở ngôi, từ năm 1225 đến năm 1258, và 19 năm làm Thái Thượng Hoàng, từ năm 1258 đến năm 1277. Vua Trần Thái Tông đã đưa ra những chính sách quan trọng nhằm khôi phục và phát triển đất nước như tiến hành cải tổ luật pháp bằng việc ban hành những quy định về hình luật và lễ nghi trong triều đình, cải tổ bộ máy hành chính từ trung ương đến địa phương, đồng thời khuyến khích nông thương nghiệp và phát triển nền giáo dục. Vua Trần Thái Tông còn là một Phật tử có ảnh hưởng lớn đến sự hình thành thiền phái Trúc Lâm tại Việt Nam vào cuối thế kỷ 13. Vào năm Tân Mão, tức năm 1231, vua Trần Thái Tông xuống chiếu cho đắp tượng Phật để thờ ở các đình làng trong cả nước. Sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục chép về việc này như sau: tục nước ta khi trước nhiều chỗ làm đình để cho người đi đường ngồi nghỉ, trát bằng vôi trắng, gọi là dịch đình. Thượng Hoàng lúc còn hàng vi thường ngồi nghỉ ở dịch đình. Một hôm gặp một nhà sư bảo rằng người thiếu niên này mai sau có thể quý hiển to. Nói đoạn, nhà sư ấy biến mất, không thấy đâu nữa. Vì thế nên nay nhà vua hạ chiếu, phàm ở đâu có dịch đình đều đắp tượng Phật để thờ.